Chị là một nhà khoa học nữ ở độ tuổi dưới 35, một cán bộ khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam và vinh dự được tổ chức Giới trí tuệ thế giới WIPO chọn là thành viên Việt Nam duy nhất tham gia Festival đổi mới sáng tạo dành cho các nhà khoa học nữ trẻ tuổi. Thạc sĩ Trần Thị Hương Giang, người sáng lập, phó giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Genentech. Kinh nghiệm 10 năm ngồi phòng lab và những trăn trở với những đề tài khoa học hữu ích không được đưa vào ứng dụng đã thôi thúc chị bắt đầu hành trình khởi nghiệp. Nhưng thành công của chị có nền tảng từ sự ủng hộ của đội ngũ các nhà khoa học thế hệ trước đã góp tâm sức và trí tuệ để giúp đỡ Genentech non trẻ vươn lên. Dù là một doanh nhân, nhưng cách mà các nhà khoa học nữ làm doanh nghiệp cũng có nhiều khác biệt, nhiều thử thách, khó khăn hơn, nhưng thành công do đó cũng có nền tảng bền vững hơn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi là Phan Hường, mời quý vị và các bạn cùng đến với con đường doanh nhân của Đài Hà Nội tuần này với câu chuyện của một nhà khoa học nữ trẻ tuổi và con đường khởi nghiệp của chị mà Trái Lương Ngắn vừa rồi đã giới thiệu đôi điều. Một lần nữa xin được giới thiệu Thạc sĩ Trần Thị Hương Giang, nhà khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, người sáng lập và là phó giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Genentech. Xin chào chị Giang và cảm ơn chị đã đến với trường quay. Xin chào chị Phan Hường và xin kính chào quý vị khán giả. Sau hơn 10 năm nghiên cứu ứng dụng công nghệ gen trong phòng lab, trong đó có 5 năm tham gia phát triển thị trường các sản phẩm ứng dụng công nghệ và thực tiễn, Thạc sĩ Trần Thị Hương Giang quyết định thành lập doanh nghiệp của riêng mình. Genentech ra đời với mục tiêu đưa kết quả nghiên cứu của giới khoa học Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ vào ứng dụng trong cuộc sống. Cùng đồng hành với Thạc sĩ Giang là các giáo sư tiến sĩ đầu ngành của ngành công nghệ sinh học như giáo sư tiến sĩ Lê Mai Hương, tiến sĩ Bá Thị Trâm, tiến sĩ Nguyễn Thị Ngoan và đội ngũ nghiên cứu trẻ đồng trang lứa. Chủ trương của bọn tôi là nghiên cứu là chất lượng ngoại và giá nội. Thế thì như thế thì mới đi được vào quần chúng mà đi được vào nhân dân. Thế và nhờ các bạn trẻ, các kết nối của các bạn với sự năng động của các bạn thì dần dần mới đưa được vào thị trường một cách nhanh nhất mà lại tắt nhất. Mà cũng là các bạn ấy hiểu với các bạn, cũng là các nhà khoa học cho các bạn rất hiểu cái giá trị khoa học và đồng thời cái giá trị của sản phẩm thì các bạn ấy muốn là kết hợp là cái ứng dụng ấy. Tức là làm sao để đưa vào người dân với cái lợi ích thực tiễn nhất nhưng mà lại giá thành rẻ nhất. Thì đấy là cái mục tiêu của chúng tôi. Sự hỗ trợ của những nhà khoa học đi trước, sự chung tay của đội ngũ nghiên cứu trẻ cũng là những nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực hóa dược và sinh học đã góp phần để Genentech phát triển từng bước vững chắc, hướng đến các sản phẩm có tính ứng dụng cao, có khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường và hỗ trợ sức khỏe cho nhân dân. Nhưng phải đặt chữ tận tâm của giới khoa học lên hàng đầu. Với kinh nghiệm hơn 10 năm nghiên cứu tại viện nghiên cứu thì chúng tôi cũng có được những cái quá trình được rèn luyện, được tiếp xúc với nền khoa học ở thế giới cũng như tại Việt Nam và phát triển từ đó mà phát triển ra được những cái sản phẩm nghiên cứu khoa học. Với các nhà khoa học trưởng thành trong nghiên cứu khoa học, lợi nhuận không phải là yếu tố hàng đầu trong kinh doanh. Cái mà nhóm phát triển của Thạc sĩ Giang mong muốn nhiều hơn đó là đảm bảo chất lượng từ các dự án nghiên cứu khoa học nghiêm ngặt để đề cao trách nhiệm của những người làm khoa học muốn đóng góp cho đất nước hướng đến người tiêu dùng. Chất Hàn Lâm và con đường sản xuất công nghiệp chính là yếu tố tạo nên bản sắc riêng của Genentech. Thông thường thì mình thấy là các bạn trẻ sẽ hay có xu hướng là chọn những lĩnh vực mà nó rất là sôi động, rất là nhiệt huyết và nó rất là kêu, chẳng hạn như là thương mại, marketing này, hoặc là công nghệ thông tin hay là những cái lĩnh vực mà nó rất là trẻ trung. Tuy nhiên thì Giang lại chọn lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Với một người trẻ thì khi mà chọn lĩnh vực này, nó có phải là một cái sự cân nhắc, nó có phải là một cái sự khó khăn hay không? Em có một cái may mắn rất là lớn, đó là sau khi mà được ra trường thì đã được nhận làm việc tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Thì thực ra đây cũng là một trong những điều mà các bạn trẻ bây giờ coi như là một cái khó khăn. Nhưng mà riêng bản thân em thì em lại thấy rằng là đây là một cái điều vô cùng may mắn. Bởi vì là đúng với lại cái nguyện vọng của mình và đúng với lại cái ngành học của mình và... Sau khi ra trường thì em được nhận vào làm tại viện thì nó phát huy đúng cái sở trường và đúng cái những cái năng lực mà mình đã học được ở trong trường đại học.
khoa học là một lĩnh vực mà nếu mà người ngoại đạo nhìn vào ấy thì thấy nó khá là khô khan. Đặc biệt khi mình làm trong phòng lab thì đúng là có mỗi một bộ quần áo, đúng không? Một bộ quần áo kiểu mà rất lưu, là kín và lu, xong là suốt ngày nhìn để soi kính hiển vi các thứ. Và nếu như người ngoài nhìn vào thì cảm thấy là ô sao nó công việc này nó đơn điệu thế, sao nó lại boring, nó buồn tẻ thế. Nhưng với Giang thì bạn cảm thấy thế nào? Dạ vâng ạ. Thì thực ra đúng như chị nói thì khi mà bản thân chúng em làm ở trong viện nghiên cứu, ở trong cái phòng lab thì nó là cái môi trường mà hàng ngày của em tiếp xúc với lại máy móc, hoặc là tiếp xúc với lại tất cả những cái mẫu thí nghiệm. Và khi mà mọi người gặp thì em cũng hay thường nói với mọi người rằng là trêu rằng là hàng ngày thì mình chỉ có tiếp xúc là xung quanh là chỉ có bốn bức tường thôi. Nhưng mà đối với bản thân em thì sau khi mà đây cũng là một cái may mắn mà mình được nhận vào cái viện lớn như thế, thì trong cái thời gian này thì mình đã tiếp xúc được với rất nhiều những công trình nghiên cứu rất là lớn và có ý nghĩa đối với lại đời sống khoa học. Thì em nhận thấy rằng là có những cái đề tài nghiên cứu, cái thời gian nghiên cứu rất là dài, 3 năm, 4 năm, thậm chí là 10 năm. Và khi mà em đã có những cái công trình nghiên cứu của riêng mình thì mình còn có cái thời gian để mà tìm hiểu và cập nhật những cái xu hướng nghiên cứu ở trên thế giới cũng như là ở trong nước. Và mình nhận thấy rằng là những cái nghiên cứu này tại sao mà nó lại có ý nghĩa và tại sao nó hay như thế, và đặc biệt là nó tạo ra có những cái sản phẩm nghiên cứu thực tế nó phục vụ chính cái cuộc sống hàng ngày của mình cũng như là gia đình mình. Và ngay cái thời gian khi mà em bước chân vào viện nghiên cứu thì em cũng đã tìm hiểu, và khi đó thì có những sản phẩm rất là tốt cho bản thân mình và cho gia đình mình, thì bản thân em cũng đã trực tiếp trải nghiệm và mình cũng đã lấy về cho gia đình sử dụng. Và đây cũng chính là cái niềm đam mê và thôi thúc em, và mình đã thực hiện được rất nhiều những cái gọi là tạo nên cái bước ngoặt lớn từ chính cái đam mê và từ chính những cái gọi là cái công việc của mình và phát triển đúng cái đam mê nghiên cứu của mình sau này ạ. Đúng là một công việc có thể với người khác là rất là tẻ nhạt, rất là buồn chán, nhưng khi mình yêu thích nó, khi mình đam mê nó thì mình sẽ tìm thấy rất là nhiều những cái sự thú vị cũng như là niềm vui trong đó, đúng không? Dạ vâng ạ. Và có lẽ là 10 năm trong phòng lab thì có lẽ là sẽ không khiến bạn hối tiếc khi mà mình có 10 năm thanh xuân, 10 năm tuổi trẻ trong một cái môi trường làm việc đó. Dạ vâng, chính xác ạ. Bởi vì là chính xác đến bây giờ em làm việc là 12 năm. Và khi mà mình tham gia nghiên cứu thì rất là may mắn mình có những đồng nghiệp nghiên cứu với mình rất là tâm huyết, và chúng em tạo thành một cái team nghiên cứu rất là tốt. Và để hoàn thành những cái công trình nghiên cứu, mặc dù là đôi khi là nhóm cũng gặp những cái khó khăn ở đây là những cái thí nghiệm là mình gặp đôi chút những cái mà nó không thể ra được theo ý của mình, nhưng mà vượt qua tất cả thì chúng em cùng ngồi lại với nhau và cùng bàn bạc để đưa ra hướng giải quyết. Và đến khi mà mình có kết quả như ý muốn thì nó chính là cái trái ngọt, và nó càng thôi thúc mình làm sao mà mình tiếp tục theo đuổi cái công việc của mình, và nó tạo thành động lực lớn hơn sau này ạ. Từ khi nào bạn nghĩ là mình sẽ phải bước chân ra khỏi phòng lab chứ không chỉ là bó gọn trong một cái công việc như thế? Mình có cái môi trường làm việc như thế, cái bản thân mình đã có cái gốc như thế, cái sản phẩm tốt như thế, và đồng thời thì cái mong muốn của mình là tự chủ về tài chính, cho nên là mình làm sao mà thôi thúc bản thân mình là phải vượt qua cái giới hạn, vượt qua cái vòng an toàn của mình để có thể bước ra một cái thế giới hoàn toàn mới mẻ và xa lạ với mình ạ. Vượt ra khỏi cái vòng an toàn, đúng, và khám phá cái khả năng của bản thân, đúng và không? Đúng ạ, nó cũng là cái bước ngoặt của em. Và khi mà em bắt đầu bước chân vào viện nghiên cứu là năm 2012, và đến năm 2018 thì em cũng đã bắt đầu khởi nghiệp. Và lúc này thì cái khởi nghiệp của một nhà khoa học nó rất là đơn giản, nó xuất phát từ tất cả những cái gọi là bản năng thôi, chứ mình không hề có một cái gọi là cái định hướng rõ ràng như thế nào cả. Vì là nhà khoa học nó rất là đơn giản ạ. Khi mà ở trường đại học thì cũng chỉ là học ở trên giảng đường, và sau đó thì ra khỏi phòng lab chỉ có bốn bức tường làm bạn và máy móc và những cái mẫu nghiên cứu thôi. Thì khi mà mình bước ra một cái thế giới mới, business như thế, kinh doanh làm như thế, thì mình gặp rất nhiều khó khăn. Và đúng là em cũng đã gặp nhiều những cái thất bại. Chính xác là có thể là nó là một cái thất bại, hoặc là mình làm mình không có cái định hướng thì nó có những cái sai lầm, mà thậm chí là sau này mình cũng khó có thể sửa chữa được sai lầm đó. Và đặc biệt
thì bản thân em luôn mong muốn rằng là mình sẽ làm một cái gì đó cho riêng mình, và đồng thời thì bên cạnh mình đã có những giáo sư, tiến sĩ, hoặc là có những cái, có tất cả những tiến sĩ trẻ giúp đỡ mình như thế, một cái team mạnh như thế, nghiên cứu mạnh như thế, thì bây giờ mình phải khát khao làm một cái gì đó cho riêng mình và cho đồng đội của mình, cho tất cả mọi người trong team của mình. Thì cái việc mà đến năm 2022 thì lúc này càng thôi thúc em là mình cần phải làm một cái điều gì đó. Và lúc này em rất may mắn, nó vô cùng may mắn vì là đến đúng lúc, đúng thời điểm là đến cuối giữa năm 2012, tháng 8 năm 2012. Thì lúc này thì em được may mắn là, em dùng rất nhiều chữ may mắn ở đây vì đúng là em cảm thấy em may mắn thật. Bởi vì lúc này thì em lại được Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Khởi nghiệp COSTART thuộc Hội Nữ Trí thức Việt Nam có giới thiệu để tham gia một cái lớp đào tạo về sở hữu trí tuệ do WIPO tổ chức. Và lúc này WIPO tổ chức thì là có cô Garima là trưởng của cái dự án phụ nữ lãnh đạo của Ban Châu Á Thái Bình Dương. Và lúc này thì em đã miệt mài tham gia cái lớp học về sở hữu trí tuệ, và trong cái quá trình đào tạo đấy thì có các thầy cô ở WIPO đã đào tạo cho em rất nhiều kiến thức về sở hữu trí tuệ. Thì lúc này mọi người chỉ ra rằng là thành lập công ty thì mình phải có các bước như thế nào. Và trong thời gian này thì em đã học rất nhiều thứ và mình đã có một cái con đường rõ ràng hơn về cái việc thành lập công ty ngay từ đầu, cái nền móng vững chắc ngay từ đầu. Lúc này em cảm giác nó như là một cái chất xúc tác để giúp bản thân mình thực hiện nhanh chóng cái ước mơ của mình, cái khát khao của mình. Cho nên là đến đầu năm 2023 thì lúc này cũng sắp kết thúc khóa học và em đã quyết định thành lập nên cái công ty Genatech. Em và đội ngũ cộng sự của mình đã thành lập nên công ty Genatech. Hiện tại bây giờ và chậm mất thời gian 6 tháng để bảo hộ cái tên thương hiệu Genatech của mình, để lan tỏa cái thương hiệu Genatech đến thời điểm hiện tại. Công ty còn rất trẻ đúng không? Dạ vâng ạ. Nếu tính tuổi đời chắc là được 1 tuổi. Chắc là được 1 tuổi ạ. Em bé 1 tuổi. Nhưng mà trước đấy là một cái sự thai nghén, một cái sự chuẩn bị, một cái sự góp nhặt không hề ít đúng không? 5 năm để học hỏi. Như lúc trước thì Giang có chia sẻ là bạn đã gặp những cái thất bại, gặp những cái mà nó ban đầu nó không như cái hình dung tưởng tượng của mình. Vì thực ra là môi trường nghiên cứu khoa học là một môi trường khá là lành. Khá lành. Rất lành. Nhưng khi ra môi trường thương trường thì nó lại là một cái cuộc chiến rất là khốc liệt. Làm thế nào để giành được cái chỗ đứng, làm thế nào để có thể khẳng định được và được thị trường chấp nhận. Dạ vâng ạ. Thì đấy là cả một cái cuộc chiến. Cái cú sốc nào, cái vấp ngã nào mà khiến bạn nhớ nhất, sau đấy nó thành một cái bài học cho bản thân. Dạ vâng ạ. Đối với bản thân em là nhà nghiên cứu và đến bây giờ vẫn theo đuổi cái niềm đam mê nghiên cứu này, thì cái việc mà làm thị trường, đưa sản phẩm ra thị trường nó cũng là một cái điều gọi là khó khăn nhất đối với bản thân em đến thời điểm hiện tại. Thì trước đó thì ngay từ đầu khi mà thành lập công ty thì cái sai lầm đầu tiên là em đã không tìm hiểu kỹ để mà bảo hộ cái tên thương hiệu của công ty. Đó, cho nên là cái việc gọi là sau này mình phát triển thương hiệu nhưng mà mình để mà bảo vệ cái thương hiệu đấy thì nó rất vô cùng là khó khăn. Thứ hai nữa đó là cái sự cạnh tranh trên thị trường. Thì trong cái thời gian đó thì em có làm cái phát triển thị trường theo cái hình thức đó là hệ thống, thì gặp rất nhiều khó khăn. Làm sao mà mình gọi là người làm khoa học, mình phải gọi là đưa cái gương mặt của mình lên mạng xã hội, nền tảng xã hội nhiều hơn, thì đây cũng là một trong những cái gọi là vô cùng khó khăn đối với em. Cho nên là sau khi mà thành lập Genatech thì em đã có sẵn kinh nghiệm làm thị trường 5 năm và đồng thời thì hệ thống cũng đã tin tưởng vào cái sản phẩm mà do chính em lựa chọn và do em và cộng sự cùng phát triển. Cho nên là em đã chuyển đổi sang một cái hướng khác, đó là ngay từ đầu bảo hộ thương hiệu, đồng thời có được sự hỗ trợ của tất cả những cái tổ chức COSTART, Hội Nữ Trí thức Việt Nam ở trong nước, và Ban Châu Á Thái Bình Dương WIPO của trụ sở chính tại Thụy Sĩ. Và đến thời điểm hiện tại thì họ vẫn tiếp tục hỗ trợ em, thì đây chính là cái nguồn động lực để em vượt qua tất cả những cái khó khăn đấy và để gọi là phát triển thị trường offline ở kênh nhà thuốc, phân phối ở kênh phòng khám và đồng thời là kênh hệ thống cũ. Thì đây là một trong những cái kênh mà em đang phát triển đến thời điểm hiện tại. Hiện giờ thì cái sản phẩm của Genatech thì đã có mặt ở những cái kênh tiêu thụ nào và cái sản phẩm của mình đã nhiều chưa? Dạ vâng ạ.
Thực ra thì đúng là thời gian thai nghén thì rất là lâu. Với kinh nghiệm thị trường là 5 năm và đến thời điểm hiện tại thì Genatech cũng như chị nói là một em bé thì thời gian mới có chỉ có 1 năm. Thì hiện tại thì bên em đang tập trung phát triển hai cái sản phẩm chủ lực. Thứ nhất là sản phẩm men vi sinh, là sản phẩm như chị thấy là Genacilus, cái thương hiệu Genacilus ba chú bé này cũng đã được bên em bảo hộ. Và sản phẩm thứ hai là sản phẩm viên uống nấm nghệ. Đây là sản phẩm có ý nghĩa xã hội cộng đồng rất là cao, bởi vì là sản phẩm nghiên cứu của giáo sư Lê Mai Hương, là một trong những giáo sư đầu ngành về hóa học các hợp chất thiên nhiên tại Việt Nam. Bên em nói rằng là cây cao bóng cả, bọn em có thể gọi là dựa dẫm vào để phát triển và cùng cộng tác. Và đây là hai cái sản phẩm và thời gian sắp tới thì bên cũng đang nghiên cứu và chuẩn bị cho ra mắt những dòng sản phẩm như là sản phẩm cho làm đẹp cho phụ nữ. Đây là nhu cầu của chị em phụ nữ là luôn luôn có nhu cầu, cho nên là bên em muốn phát triển đến, và đồng thời thì có kết hợp với lại nhiều cái phòng lab nghiên cứu như là ở Hàn Quốc, hoặc là hướng tới nhiều phòng lab nghiên cứu tiên tiến hiện đại ở trên thế giới nữa. Thì đây chính là cái nền móng để Genatech phát triển, chính là sản phẩm khoa học, chính là những cái gọi là dựa trên những cái căn cứ nghiên cứu khoa học uy tín và đã qua những cái thử nghiệm lâm sàng để phát triển và làm sao mà người sử dụng đạt kết quả ngay ở lần đầu sử dụng. Và đây chính là những cái nền móng và sản phẩm đưa ra thị trường và được thị trường chấp nhận ngay ở cái giai đoạn mới như thế này ạ. Người ta nói là có nhiều cách phát triển, trong đó có một cái cách là chọn đứng trên vai của người khổng lồ. Đấy là một cái cách so sánh khá là hình ảnh. Như ở đây thì ví dụ như câu chuyện của Giang ấy, nó là mình đứng ở trên vai các lão làng, các nhà khoa học. Họ đã có những cái thành tựu trước đó, và bây giờ mình phát triển những thành tựu đấy lên và trở thành những cái sản phẩm hữu dụng với đời sống. Vâng ạ, chính xác ạ. Thì với cái cách đấy thì bạn thấy như thế nào? Em nhớ mãi một câu nói của giáo sư Lê Mai Hương khi mà kết hợp với lại Genatech, kết hợp với lại riêng bản thân em. Thì mỗi một lần khi mà em được sang gặp riêng với giáo sư thì cô chó cũng đã có những cái gọi là trao đổi với nhau xem là định hướng cái sản phẩm mới này như thế nào, nghiên cứu như thế nào, hiện tại đưa ra thị trường thì mình cần phải đưa như thế nào. Và cô nói rằng là che già thì măng mọc, cho nên là với cái nền tảng nghiên cứu vững chãi như thế thì cô sẽ chuyển giao sang Genatech để Genatech phát triển sản phẩm đưa ra thị trường. Đây là một cái rất là thuận lợi, đúng vô cùng rồi. Thuận lợi. Vâng, có cái sự kết hợp của những người đi trước và những người đi sau. Rồi. Mình sẽ không phải là làm những cái thứ từ đầu nữa, đúng mà rồi. Cũng không để lãng phí những cái công đúng trình xác. Mà chỉ bó gọn ở trong phòng thí nghiệm, bó gọn ở trong một cái phạm vi mà chỉ những người trong nghề biết, đúng không? Đúng rồi. Và biến nó thành những cái sản phẩm hữu dụng với đời sống. Đúng rồi. Tôi rất là tò mò, Genatech nghĩa là gì? Dạ vâng ạ. Thực ra thì xuất phát từ nhiều những cái mục đích mà nhóm chúng em đã hướng đến, thì thực ra thì ban đầu thì em cũng đã tìm kiếm những cái tên thương hiệu Việt Nam mang tính Việt Nam, nhưng mà khi mà mình tìm kiếm bảo hộ thì những cái tên ấy bị trùng lặp rất là nhiều. Và sau đó thì nghĩ tới rằng là mình cần phải hướng ra biển lớn là thị trường thế giới, cần phải xuất ra thị trường thế giới, cho nên mình cần phải tìm kiếm một cái tên nó mang cái tính quốc tế. Cho nên là xuất phát từ đó thì bản thân em làm xuất phát điểm là nhà nghiên cứu khoa học, chính xác đó là về công nghệ sinh học. Cho nên là cái gen ở đây chính là gen, về gen công nghệ. Vâng, chuỗi gen đấy. Đúng rồi ạ. Và tech là công nghệ. Và em biến đổi cái chữ A ở giữa đi để nó được trở thành một cái tên riêng của mình để được bảo hộ. Genetech là cái tên đó là cái nó là mình khó có thể bảo hộ là tên chung, cho nên là em đã biến đổi đi để được bảo hộ và được chấp nhận, và hiện tại đã được chấp nhận. Những cái thành công đầu tiên của Genetech Pharma mà tôi chia sẻ là gì? Phải nói rằng là đến giai đoạn hiện tại, mặc dù là mới khi mà công ty được thành lập nửa năm là bắt đầu đã có sự bùng nổ và đã có những cái mà em cũng và mọi người trong Genatech cũng không ngờ được rằng là mình lại nhận được những cái giá trị như thế. Thì em cũng xin chia sẻ nhanh, đó là khi mà công ty thành lập tháng ngày 31 tháng 3 năm 2022 đến tháng 10 năm 2022 thì Genatech may mắn được chọn là đơn vị duy nhất tại Việt Nam trong tất cả nước từ Bắc vào Nam là được Bộ Khoa học giới thiệu và được Singapore họ tài trợ cho sang dự một cái triển lãm về khoa học. Và đặc biệt
cái bước ngoặt tiếp theo, đó là đến vào tháng 2 năm 2024, lúc đó Genentech chưa được một năm, nhưng mà lúc này thì Genentech đã được nhận sự giúp đỡ của WIPO, cụ thể là cô Garima đã hỗ trợ và nhận thấy rằng là trong cái quá trình học tập là Genentech rất là nghiêm túc và có những cái thành tựu nhất định, cho nên là WIPO đã cử Genentech đại diện là bản thân em được tham gia cái hội nghị thượng đỉnh tại Abu Dhabi bên lề cái hội nghị các bộ trưởng vào tháng 2 năm 2024, và sắp tới thì may mắn cũng là một cái áp lực rất lớn đối với em, bởi vì là đại diện em được mọi người nói bên Costat nói rằng là đại diện cho màu cờ sắc áo của Việt Nam đến tham dự cái giải thưởng liên quan, cái hội thảo liên quan đến các cái nhà khoa học nữ trẻ tuổi dưới 35 tuổi. May mắn là em vẫn dưới 35 tuổi, cho nên là tham dự hội nghị hội thảo tại Thụy Sĩ vào ngày 11 tháng 7 tới. Và sau được nhận những cái sự hỗ trợ vô cùng lớn như thế thì bản thân Genentech sau khi tham dự hội thảo tại Abu Dhabi về thì rất nhiều truyền thông đã đến và phỏng vấn Genentech, và đây là một trong những cái mà giúp cái hình ảnh của Genentech xuất hiện được trên tất cả những cái nền tảng xã hội, và nhờ có như vậy mà tất cả những cái đối tác đã tìm đến Genentech và phát triển thương hiệu và phát triển sản phẩm của Genentech. Tin vui nối tiếp tin vui đúng không? Những cái sự ấp ủ, những cái sự chuẩn bị của mình thì cũng đã đến ngày mà cho những cái quả ngọt đầu tiên. Bạn Giang, founder của Genentech, đã có kinh nghiệm trong 5 năm phát triển thị trường. Thì từ cái kinh nghiệm phát triển thị trường cộng với lại mình là nhà khoa học nữa thì hai yếu tố đó sẽ tạo nên là một doanh nghiệp khởi nghiệp bằng cái quả nghiên cứu thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Tôi rất tin tưởng cũng như là về trách nhiệm cũng như tinh thần làm việc của cô ấy, và không ngoài sự mong đợi của tôi, trong vòng một năm mà cô ấy đã đưa Genentech lên một vị thế cao và có uy tín trên thị trường. Chúng tôi hỗ trợ các nhà khoa học nữ để kết hợp giữa tính hàn lâm với sản xuất công nghiệp để phát triển các sản phẩm sáng tạo của họ. Tại Việt Nam, chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của Genentech trong việc đã ứng dụng công nghệ di truyền để phát triển thành sản phẩm đưa ra thị trường, gắn liền với việc bảo vệ giá trị sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp và sản phẩm của mình. Những hỗ trợ của chúng tôi với Genentech đã giúp cho doanh nghiệp này khởi nghiệp hiệu quả, kết nối với các đối tác trên toàn cầu, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ gắn liền với phát triển doanh nghiệp. Nhìn lại cái hành trình mà bước ra từ phòng lab thì nếu nói một cách ngắn gọn, điều mà khiến bạn tâm huyết là gì? Dạ vâng ạ. Thực ra thì với cái niềm đam mê của mình xuất phát từ nghiên cứu, nhưng mà cái điều mà em luôn khát khao gọi là nó luôn luôn cháy ở trong con người mình, đó là làm sao mà các cái sản phẩm nghiên cứu đấy phải ứng dụng và phải đáp ứng được và giải quyết được những cái vấn đề sức khỏe, liên quan đến sức khỏe. Và những cái hơn nữa đó là những cái bệnh nan y, giống như là những cái bệnh ung thư hiện tại thì bên em cũng đã hỗ trợ và giúp được rất nhiều người có thể qua được cái giai đoạn mà họ cảm thấy vô cùng là mệt mỏi. Và khi mà nhận được những cái phản hồi như thế thì bản thân riêng em và mọi người rất là cảm thấy vui và tự tin, đặc biệt là hướng đến cái mục tiêu phát triển sản phẩm, và nó càng đưa ra một cái gọi là thôi thúc bản thân mình, thuyết phục bản thân mình là cần phải thiết phải làm cái điều đó hơn nữa. Sau rất là nhiều nỗ lực, sau rất là nhiều những cái khó khăn ban đầu thì bây giờ nhà khoa học cũng như là nhà quản lý, nhà doanh nghiệp thì dường như là đã kết hợp khá là hài hòa, khá là nhuần nhuyễn trong một con người, đó là Giang. Bạn và doanh nghiệp Genentech của mình tuy còn khá là non trẻ nhưng mà đã gặt hái được những cái thành công bước đầu rất là đáng khích lệ. Cảm ơn Giang đã đến với trường quay Con đường Doanh nhân hôm nay, chia sẻ về câu chuyện khởi nghiệp với rất là nhiều những cái thú vị, rất là nhiều những cái trải nghiệm, và nó là cái nhiệt huyết của thanh xuân, của tuổi trẻ. Và chúc cho bạn cũng như doanh nghiệp của mình trong thời gian tới sẽ tiếp tục gặt hái những cái thành công và được nhiều người biết đến. Cảm ơn bạn đã đến với trường quay. Dạ vâng ạ. Em xin được cảm ơn chị Phan Hường và xin cảm ơn quý vị khán giả.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Con đường doanh nhân được phát sóng trên kênh 1 Đài Hà Nội vào lúc 16 giờ Chủ nhật hàng tuần và các nền tảng số của đài. Hãy đồng hành cùng chúng tôi để lắng nghe những câu chuyện, những chia sẻ đầy thú vị của các doanh nhân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành.